Đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng cũng khá là đặc biệt, cậu ấy rất là tự lập, có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản ấy, mình hơi chạnh lòng một chút. Bao lâu thì là hai chú cháu cải thiện và Đợt thân thiết? đó con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó, có một hôm ấy buổi trưa con nằm ngủ ấy, con bị nắng quá, con ngủ mà không biết, khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Cảm động lắm ạ. Chú nghe tới cái điều đó chú cũng cảm thấy Mà nó nó bé bé nhói tim xíu lắm. à, bé xíu. 4 tuổi ha. Vâng, một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa vào để không cho cái rèm nó bay. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Anh với Cũng thể ba hiện hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố á, là lúc nào? Cảm giác thích lắm á, cũng khó tả. Cậu nhóc 4 tuổi ấy, lúc đấy là bé chưa phân biệt được ba với bố, tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau.